Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai của bài đọc truyện của một người giữ tròn trách nhiệm và đôn hậu của tác giả Bảo Anh Trần Tường Vy. Có lần Phạm Tiến An Ninh dẫn đại đội vào một làng tiếp giáp với mật khu Lê Hồng Phong của Việt Cộng. Ban chỉ huy đại đội đóng quân trong một khu vườn của một ngôi nhà ngói cổ. Trong nhà có cậu bé 7-8 tuổi. Sống với mẹ và bà nội. Lính đối xử tốt, thằng bé rất thích mấy anh lính. Mấy hôm sau, ông cho một trung đội đi phục kích. Đúng như dự đoán, khi trời sắp tối, nghe tiếng mìn Claymore và nhiều tiếng súng nổ trong làng. Tôi được anh trung đội trưởng báo cáo đã giết sạch đám du kích, từ bên kia rừng lội suối trở về làng. Sáng hôm sau, một số cán bộ chính quyền đến nơi để xác nhận và giải quyết các tử thi. Anh cảnh sát cho tôi biết, trong số người chết có tên trưởng mũi công tác là con trai của bà chủ nhà tôi đóng quân hôm trước. Hơn 7 năm sau, chiến tranh gia tăng khốc liệt. Phạm Tín An Ninh bây giờ ở trong bộ chỉ huy của chiến đoàn, đã giữ vững được công tâm trong mùa hè đỏ lửa 1972. Trong đại đội trinh sát của chiến đoàn, có một anh lính rất trẻ đã lập nhiều chiến công. Thành tích xuất sắc nhất là khi anh tình nguyện một mình ôm lựu đạn bò vào tiêu diệt cái chốt của địch, gồm nhiều ổ súng phòng không, nằm trong một hốc đá kiên cố trên đỉnh núi Chu Bao. Chính cái chốt quỷ quái này đã gây cho các đơn vị ta nhiều thiệt hại và đe dọa không nhỏ đối với các phi cơ đổ quân và chiến đấu hoạt động trong vùng. Anh đã gục ngã ngay trên nắp hầm địch, cùng lúc tiêu diệt toàn bộ tổ đại liên của địch. Vì không có phương tiện đưa thi hài anh về nguyên quán. Hơn nữa, anh chết không toàn thây, không muốn cho thân nhân quá đau đớn khi nhìn thấy, nên đơn vị đã làm lễ truy thân và chôn cất anh tại nghĩa trang công tâm. Tôi hỏi kỹ vị trí ngôi mộ và dặn lòng sẽ đến thăm nơi an nghỉ của người lính trẻ can trường đáng mến này. Khi về lại đơn vị, tôi xin ban tài chánh ứng trước nửa tháng lương, trích ra một phần bỏ vào bì thơ. Tôi tìm đến đại đội trinh sát gặp bà biếu cho bà mẹ của người lính trẻ vừa mới lẫm liệt hy sinh. Bà thoáng một chút xúc động, ngạc nhiên nhìn tôi nói lời cảm ơn. Tôi nghĩ là bà không nhận ra tôi, người đã chỉ huy cuộc hành quân năm xưa và từng đóng quân ngay trong vườn của nhà bà. Chuyện người lính trinh sát. Một câu hỏi được nêu lên, bố là Việt Cộng bị phục kích chết, tại sao đứa con trai lại làm khai sanh tăng thêm 3 tuổi để được nhập ngũ, hơn nữa lại vào đại đội trinh sát và luôn luôn xông pha vào chỗ nguy hiểm nhất để tru diệt Việt Cộng. Xin thưa, chỉ có một câu trả lời là chắc chắn lúc 8 tuổi, cậu đã hàng ngày phải mục kích những tội ác dã man mà Việt Cộng, trong đó có bố của cậu ta, đã gây ra cho dân chúng tại làng hay quanh vùng cậu ở. Vào những ngày có quân lực Việt Nam Cộng Hòa tới, sự thanh bình của đời sống mọi người ra sao? Cậu đã thấy rõ thiện với ác, sự khác nhau giữa chánh với tà và quyết định hành động như vậy theo lương tâm của mình. Tạo hóa sinh ra muôn loài, ấn định cho mỗi sinh vật một khoảng thời gian sống. Loài rùa có thể sống 1.000 năm, chó 25 năm, loài người được 100 năm. Miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng Hòa là một nơi rất đáng sống. Bởi thế cho nên những quân nhân luôn luôn tìm cách bảo vệ, duy trì vùng đất, gồm những người cư xử với nhau với phong thái đạo đức của 4.000 năm văn hiến và với bản chất hồn nhiên, chân thật, dễ tính, thương và giúp đỡ người của người dân quân miền Nam. Cho nên, mỗi quân nhân tùy theo hoàn cảnh của chiến trường đã gom cả trăm năm mà tạo hóa dành cho, đem ra sử dụng để giữ gìn tự do cho quê hương này. Họ có thể dùng hết trong một hai vài trận đánh, như trường hợp người lính trinh sát kể trên. Cũng có khi dùng một lần đã cạn, lại gắn thêm dùng cho đến hết luôn. Như câu chuyện Thiếu Quý Quang dưới đây. Thiếu Quý Quang bị địch bắt tại trận Ngô Trang, phía bắc Công Tâm, nhưng vì anh bị thương khá nặng, nên địch quân bỏ anh lại trên đường áp giải tù binh ra Quảng Bình.
Họ nghĩ là anh sẽ chết, nhưng anh đã may mắn được trực thăng bên ta phát hiện cứu sống. Sau khi được điều trị lành vết thương, anh xin trở lại đơn vị cũ tiếp tục chiến đấu. Thiếu úy Quang ra đi, để lại cho người vợ trẻ bốn đứa con thơ, cháu lớn nhất 9 tuổi và đứa út chưa tròn 1 tuổi. Bà Nguyễn Xuân Quang không còn cách nào khác, rời bỏ ngôi nhà nhỏ bên khu trại gia binh sông Mau, dắt bốn đứa con thơ về tá túc nhà cha mẹ ở Phan Thiết. Khổ nỗi, bà còn có người anh là một sĩ quan cấp tá tốt nghiệp khóa 16 trường võ vị Đà Lạt, và hai cậu em đều là sĩ quan thủ đức, nên cha mẹ bà cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ, ông bà già phải cưu mang cả cô con gái và bốn đứa cháu ngoại tuổi còn thơ dại. Ông bà, con cháu cùng dắt díu nhau, bỏ thành phố Phan Thiết thân yêu chạy về vùng quê Chợ Lầu, dựng tạm căn nhà lá bên bờ sông Lũy, kiếm sống qua ngày bằng khoai sắn tự trồng và cá lưới dưới dòng sông. Vậy mà cuộc sống lang bạc ấy vẫn chưa một ngày yên ả. Những hành xử và lời nói khắc nghiệt của những người bên thắng cuộc đã làm cho bà Quang không còn con đường sống. Bà đã uống mấy chai thuốc rì để chết đau đớn trước mặt cha mẹ mình và bốn đứa con thơ. Bà xin lỗi vì đã để lại cho cha mẹ già một gánh nặng. Bà xin lỗi các con đã phải đành lòng bỏ con lại bơ vơ. Bà không thể bắt các con phải chết theo mình. Sau đó vài năm, đứa con trai lớn cũng đã uống thuốc rầy theo mẹ. Đứa con trai thứ nhì, Nguyễn Thế Vinh, năm 1975 mới lên năm, bây giờ trở thành người phụ giúp đắc lực cho ông ngoại trong cuộc mưu sinh đầy khốn khó. Nhưng đau đớn thay, họa vô đơn chí. Năm 9 tuổi, khi chăn hai con bò của hợp tác xã, lấy mấy ký lúa phụ ông ngoại, Vinh bị té xuống đất từ trên lưng bò. Cánh tay phải bị gãy. Do không có thuốc thang và băng bó không đúng cách, cánh tay bị nhiễm trùng, hoại tử, phải cắt bỏ đến gần bả vai. Dù khốn khó, bữa no bữa đói, nhưng Vinh không chịu bỏ học hành. Bị tật nguyền, nhưng cậu bé lên 10 vẫn thừa hưởng ý chí sắt đá của người cha để lại. Vinh vượt qua tất cả khó khăn, làm đủ thứ nghề để học hành thành đạt. Mặc dù với cái lý lịch rất đen, Vinh không chút hy vọng gì mình có thể ngôi lên trong một xã hội đang còn đầy dẫy những đố kỵ hận thù. Những nén hương thắp muộn trên đỉnh tiền đồn năm. Phạm Tín An Ninh đã tìm mọi cách liên lạc với những người còn sống để tìm ra nơi thiếu úy Quang hy sinh trên tiền đồn năm và nói cho Vinh biết. Cuối cùng thì Vinh cũng đã đến được đỉnh tiền đồng năm, nơi mà xác thân thiếu úy Quang, người cha thân yêu của Vinh đã nằm lại đó từ 45 năm trước, giờ chắc cũng đã tan cùng tro bụi. Cuộc chiến đã kết thúc, dù trong tột cùng bất công và tức tưởi, nhưng mãi đến 45 năm sau, hơn nửa đời người, những người con mới tìm đến được nơi cha mình đã hy sinh. Xác thân vùi chôn ở đó, nhìn hình ảnh người con trai chỉ còn một cánh tay, với những nén nhang thắp muộn trên ngọn đồi hoang vắng, lưu tàn, từng xảy ra bao trận chiến đẫm máu đồng đội, lòng tôi lắng xuống. Những nén hương thắp muộn trên đỉnh tiền đồng năm. Nói về việc trước tác. Trong văn học sử Trung Hoa có hai tác giả. Sau khi dự định viết sách đã bỏ nhiều thời gian ra để hoàn tất. 1. Bồ Tùng Linh, 1640-1715. Khi ông viết Liêu Trai Chí Dị, mỗi sáng sớm, ôm một bò rượu lớn đặt ở bên đường người ta đi qua. Ai cao hứng ngưng lại uống rượu tùy thích. Ông chuyện trò cùng họ để sưu tập các chuyện kể kỳ lạ. Trải qua 20 năm nóng lạnh. 2. Tư Mã Thiên cũng đã phải bỏ ra 16 năm lăn lộn khắp nơi thu thập những tài liệu về lịch sử và những chi tiết về đời sống xã hội để viết nên bộ sử ký. Phạm Tín An Ninh có điểm giống họ và có điểm khác họ trong việc kể chuyện. Hai tác giả kia, khi có quyết định phải viết sách, đã bỏ ra nhiều thời gian cho việc này. Phạm Tín An Ninh không có ý định viết chuyện gì cả, mặc dầu thuở nhỏ, ông cũng có những xúc cảm nhẹ nhàng, như cách nhà văn Thanh Tịnh đã mô tả. Không có ý dùng bút mực
Nhưng hoàn cảnh đưa đẩy cũng đã khiến ông trải qua 18 năm, mà sau này ngẫu nhiên trở thành bối cảnh cho những chuyện ông kể lại. 10 năm đi lính, 8 năm đi tù trong những trại tập trung của Việt Cộng. Ông đã đương nhiên mục kích những tàn ác của Việt Cộng, cũng như những can trường giữ nước của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng tình người trong những lúc khốn cùng, đã là cơ duyên đưa ông đến ý định cầm bút. Bồ Tùng Linh chỉ nhàn tản gom chuyện. Bồ Tùng Linh và Phạm Tính An Ninh đều đã viết về Dế, và đặc biệt cho thấy sự hiền từ của hai người cha. Mặc dù phải lo sinh kế cho gia đình, vẫn để ý đến cả những ao ước hoặc sở thích thiêng liêng của con. Con Dế còn để lại trong tôi một kỷ niệm xót xa, mà cứ mỗi lần nhớ tới, tôi không làm sao ngăn được dòng nước mắt. Ba tôi rất cưng tôi, một phần tôi không có mẹ. Một buổi trưa trời nắng gay gắt, trên đường về nhà nội tôi, khi qua một khu nghĩa địa, nghe tiếng mấy con Dế gáy trong mấy bụi cây bàn chải, loại cây mọc thành lùm và có đầy gai. Tôi lấy tay đập sau lưng ông bà, bảo ông dừng xe lại bắt cho tôi mấy con Dế. Tội nghiệp ông, cũng chịu thằng con ngu ngốc, xuống lục lọi trong mấy bụi bàn chải gai gốc cả nửa giờ, mà không thấy tăm hơi con Dế nào. Con Dế, Phạm Tính, An Ninh. Và phần trích dưới đây là của Bồ Tùng Linh. Các đệ là cậu bé 11 tuổi, một hôm cùng cha đi bắt Dế, đi cả ngày trời không được con nào. Hai cha con trở về tay không, nhưng cậu bé rất vui bởi vì hôm nay được cùng cha trông chơi, mà nhất là cha lại thành người bạn chơi tốt của cậu. Dế, Bồ Tùng Linh. Cách nhau cả 400 năm, hai tác giả đã giống nhau khi viết về sinh vật đẹp đẽ dễ thương này. Đúng như cách người Pháp thường nói, những tư tưởng lớn gặp nhau. Tư Mã Thiên bị tù một cách oan uổng rồi bị thiến, khi được thả mới nảy ý lưu lại văn tự. Phạm Tính An Ninh cũng khổ ải trong tay kẻ thù, lúc thoát được bèn viết truyện. Ông không cần gom gì cả, đời ông đã trải qua hoặc thấy được nhiều điều cần được kể lại để vinh danh và trân trọng. Hai câu chuyện nói về hoàn cảnh trớ trêu. Mẹ cô là cô giáo và cha là một sĩ quan cấp tá, bị mất tích tại Đà Nẵng khi vùng một di tản, vượt biên từ Rạch Giá cùng bị hôn phu. Anh là con trai lớn của một người bạn cùng khóa võ bị với cha cô. Chiếc thuyền nhỏ chở theo 47 người, ra khơi 3 ngày thì gặp hai chiếc ghe đánh cá của Thái Lan chặn lại. Cả bọn gần 20 tên mang dao búa và cả súng nữa, xông lên thuyền uy hiếp. Anh Tài Công bị giết đầu tiên bằng búa đánh vào đầu. Một vài thanh niên khỏe mạnh cố ý chống cự liền bị chém chết. Chúng chia nhau lục soát trên tàu và trên từng người để cướp vàng bạc đồng hồ. Trước khi rời khỏi thuyền, chúng phá hỏng máy và bắt theo khoảng 10 cô gái. Khi hai tên trong bọn kéo Kiều đi, người bị hôn phu của Kiều xông đến định giật lại Kiều, bị chúng bắn bị thương rồi đạp xuống biển, trước tiếng la khóc thất thanh của Kiều cùng những cô gái khác. Vừa mới lên tàu, bọn hải tặc luân phiên hãm hiếp những cô gái bị chúng bắt theo. Cô Kiều bị hải tặc giam giữ ở một hoang đảo ngoài khơi Thái Lan gần một năm, trước khi được một lực lượng tuần cảnh phối hợp với hải quân Thái cứu thoát. Cô ta đang mang thai hơn 5 tháng, sức khỏe rất yếu. 25 năm sau, cô tổ chức đám cưới cho con trai của cô. Vị hôn phu của cô đã bị chính cha ruột của thằng bé giết chết thảm thương rồi vứt xác xuống biển. Hạnh phúc xót xa. Cảnh trớ trêu thứ hai. Cuộc hành quân kết thúc. Kiểm điểm đơn vị, chỉ có một anh trung sĩ Kỳ bị thương vào giờ chót trong lúc lục soát các hốc đá trong rừng. Do trái lựu đạn nội hóa, đám địch quân hốt hoảng tung ra trước khi tháo chạy. Địch chết gần 30 tên và khoảng 10 tên bị bắt sống. Điều đặc biệt bất ngờ là trong số ấy có một em bé khoảng chừng 2-3 tuổi, được tìm thấy bên trong một hốc đá nằm ở bìa rừng sát biển. Bên ngoài có một số tử thi của địch, cả nam lẫn nữ. Thằng bé bị thương nhẹ do một số mảnh đạn M79. Rất may,
là không nguy hiểm đến tính mạng, nhiều vũ khí bị tịch thu, trong đó có khẩu súng cối 60 ly và hai khẩu Tượng Liên Trung Cộng. 44 năm sau, Phạm Tính An Ninh gặp lại Kỳ, người trung đội phó của ông tại Đức Quốc. Chúng ta hãy xem mẫu đối thoại giữa hai người. Năm ấy, khi em bị thương trong trận đổ bộ xuống một ngôi làng ven biển Phan Rang, có một thằng bé mới 3 tuổi cũng bị thương và được chuyên đoàn tản thương về dân y viện Phan Rang với em. Anna còn nhớ không? Tôi suy nghĩ giây lát rồi trả lời. À, mình nhớ ra rồi, chắc là con của người dân nào đó sợ quá bỏ chạy mà không kịp mang theo. Không, là con của một tay diệt cộng. Sau 75 về làm một chức gì đó khá lớn trong tỉnh Ninh Thuận. Thằng bé bị thương ngày ấy lại là con của vợ chồng em, con nuôi. Chi tiết rõ thêm. Khi được tản thương về dân y viện Phan Rang, không phải chỉ có Kỳ mà có cả thằng bé bị thương ấy nữa. Nhận được tin báo từ Đà Lạt, bố mẹ và cả vợ Kỳ tức tốc chạy xuống Phan Rang thăm và săn sóc cho Kỳ. Khi nghe kể lại chuyện thằng bé bị thương cùng trận với Kỳ mà không biết cha mẹ của nó là ai, ông bà đến thăm thằng bé, thấy nó tội nghiệp dễ thương, ông bà xin bệnh viện cho vợ chồng Kỳ nhận làm con nuôi. Ông bác sĩ giám đốc bệnh viện mừng quá vì đang lo lắng chưa biết phải giải quyết tình trạng thằng bé này ra sao. Sau khi chữa lành vết thương, bệnh viện làm giấy tờ giao thằng bé cho ông bà và vợ Kỳ. Khi làm giấy khai sinh, theo đề nghị của vợ Kỳ, thằng bé được đặt tên là Hà Văn Ngộ. Riêng Kỳ được chuyển tiếp ra quân y viện Nguyễn Huệ Nha Trang để được giải phẫu lấy bài mảnh đạn trong vùng dưới bụng. Không ngờ định mệnh đã an bài cho đứa bé ấy sau này trở thành đứa con duy nhất của vợ chồng Kỳ. Vì do ảnh hưởng vết thương lần ấy, bác sĩ giải phẫu cho biết là Kỳ không bao giờ có con, mặc dù chuyện chăn gối tình dục vẫn bình thường. Bé Ngộ lớn lên trong vòng tay yêu thương của vợ chồng Kỳ cùng tấm lòng nhân hậu của bố mẹ Kỳ, mà nó cứ ngỡ đó chính là bố mẹ và ông bà nội của nó. B. Phạm Tính An Ninh nhìn thấy một số đức tính tốt ở người phụ nữ, ông kính phục họ. Ông viết ra một cách rất biết ơn, chuyện cái nón lá, người con gái Phú Hòa, người nữ tu trong cô nhi viện Pleiku, người bán sách trên bãi biển Nha Trang. Tuy nhiên, có lúc ông cũng dí dỏm múa bút, thì ra các cô gái Tuy Hòa trông dễ thương mà thương thì không dễ lắm. Tuy Hòa thương ghét. Xin mời xem một trường hợp hy hữu vừa vô phúc vừa diễm phúc. Một thằng bạn cùng học 3 năm cuối cùng ở trường võ tánh, to con, đẹp trai và học giỏi, sau này cũng là bạn lính. Ở tù hơn 7 năm nên bạn bè ai cũng nghĩ là nó đã đi diện HO và đang nổi trôi nơi nào trên nước Mỹ. Không ngờ còn gặp lại nó ở Nha Trang. Sau 6 tháng nó vào tù, cô vợ Bắc Kỳ nho nhỏ mang 3 đứa con mà đứa lớn nhất mới vừa 5 tuổi giao cho bà nội ở trên thành Diên Khánh, rồi sang sông về đâu đó không bao giờ trở lại thăm con. Bà nội thì già, mấy đứa nhỏ bấu víu vào ông chú, vừa tốt nghiệp kỹ sư nông lâm súc, nhưng bởi có ông anh là Ngụy đang cải tạo nên được chức phụ hầu cho một ông thợ này là bác họ. Trong lúc phụ hầu xây dựng một bệnh viện, anh làm quen được một chị đầu bếp của bệnh viện. Không biết tài ăn nói thế nào mà anh làm cô đầu bếp động lòng trắc ẩn, thương cảm hoàn cảnh mấy đứa cháu dại không mẹ không cha, cô sẵn sàng làm mẹ nuôi. Với tất cả tiền bạc và tấm lòng, cô đã cưu mang 3 đứa bé còn hơn cả một người mẹ. 3 đứa nhỏ lớn lên cứ tưởng cô là mẹ. Cái tình mẫu tử này sao mà hiếm hoi và bi tráng quá. Thì ra trong cái thời nhá nhem tình nghĩa ấy, vẫn còn có những tấm lòng hơn cả chữ từ bi viết trong mấy ngôi chùa. 7 năm sau, thằng bạn tôi được thả về, cúi mình trước người con gái lần đầu tiên gặp mặt, để xin lại một lại tạ ơn. Cô nắm tay ngăn lại. Đúng giây phút ấy, bốn mắt nhìn nhau và cùng rơi lệ. Họ ôm nhau và yêu nhau rồi lấy nhau. Hôm gặp chị, tôi tò mò hỏi lý do nào chị yêu và lấy thằng bạn khốn cùng của tôi trong lúc chị còn con gái. Chị cho biết vì không thể rời xa 3 đứa nhỏ mà chị cứ tưởng là con ruột của chính mình.
Chính cái tình thương gắn bó mấy đứa nhỏ mà chị trở thành vợ của ba nó. Còn tôi thì lại mơ màng suy ngẫm đến hai chữ duyên nợ của đất trời. Sau này chị làm đầu bếp cho một nhà hàng ở bờ biển Nha Trang. Thằng bạn tôi và mấy đứa con vẫn sống trên thành. Vì với cái lý lịch đen không thể xin được cái hộ khẩu về thành phố. Còn chị vợ thì tiếc cái hộ khẩu ở thành phố mà không muốn chuyển lên Diên Khánh. Mặc dù ban ngày làm ở Nha Trang, nhưng tới tối là chị chạy xe Honda về với chồng con. Cũng chính vì cái hộ khẩu, mỗi người một nơi ấy, mà khi thằng bạn của tôi nộp đơn xin đi theo diện HO, bị phái đoàn Mỹ từ chối, trả lại hồ sơ và sỉ vả một trận. Vì nghĩ chị vợ tốt bụng này chỉ là vợ giả, trả tiền cho nó để được bỏ nước ra đi. Chuyện tình ngay mà lý gian ấy cũng đã làm vợ chồng tốn kém. Và khốn khổ một thời, sau mấy lần khiếu nại, cái ân sủng cuối cùng là chỉ có người cha và ba đứa con được ra đi vào đợt cuối HO, còn chị vợ sẽ vĩnh viễn không bao giờ được bước chân đến Mỹ. Bạn tôi quyết định ở lại với người vợ ân tình mà anh coi như ông trời đã sai xuống dương trần này để gánh vác cho mấy cha con. Bây giờ ba đứa con đã là người lớn, thằng bạn tôi ở nhà chăm sóc ngôi từ đường, nuôi mấy con heo và nấu cơm cho con cho vợ. Chị ấy vẫn làm ở khách sạn dưới Nha Trang. Hôm đứa con gái lớn lấy chồng, chị khuyên mãi thằng bạn tôi mới báo tin cho bà mẹ ruột bạc tình. Bây giờ đang lấy một ông chồng người Thụy Sĩ. Bà ấy cũng vác bộ mặt đầy son phấn trở về. Nhưng đứa con gái chỉ cho bà đến nhà hàng dự tiệc, mà từ chối sự hiện diện của bà trong hôn lễ. Con bé bảo rằng bà chỉ là một cái máy đẻ ra tôi, nhưng mẹ tôi chính là vợ của ba tôi bây giờ. Tôi rót một ly rượu mừng cho cả cái vô phúc lẫn cái diễm phúc của thằng bạn cũ, nhưng rót đến hai ly để mời vợ nó. Một ly mừng và một ly để nói hộ giùm tôi, lòng biết ơn và ngưỡng mộ. Tôi quay sang bảo thằng bạn, dường như chính phủ Mỹ vừa cho mở lại diễn HO, mày thử nộp đơn lại xem sao. Nó xua tay, tao chẳng cần đi đâu nữa, vì ở đâu có bà vợ tao đây á, là ở đó có thiên đường. Tôi đùa, mày nói còn hay hơn cả mấy ông linh mục trong nhà thờ. Tôi choàng tay ôm vợ chồng nó mà nước mắt trào ra, tôi nghĩ nó vẫn còn tác phong của một thằng lính. Hai, phẩm tính, an ninh, rất tín nghĩa, trung hậu, nên thường gặp được may mắn. Trong thời gian bị nhốt trong những trại tập trung, có lần ông bị bệnh kiết lỵ, thừa chết thiếu sống. Một người Việt Nam trung bình chỉ nặng từ 50 tới 65 kg, thiếu ăn triền miên lại tiêu ra máu trường kỳ. Ông chỉ còn khoảng 30 kg. Như vậy là căn bệnh hiểm nghèo này đã phá đi non nửa trọng lượng cơ thể của ông. Một người bạn trong tù vốn là một phi công trực thăng, từng bị trọng thương trong trận chiến An Lộc. Anh bạn này đã tìm cách giúp ông. Lân còn là một con người gan dạ, liều lĩnh và còn chí tình với bạn bè. Một lần trải qua một trận kiết lỵ kéo dài, thuốc men không có, tôi chỉ còn khoảng 30 kg, kiệt sức, không đứng vững, lợi dụng lúc đi lấy phân xanh. Không có vệ binh canh giữ, Lân đã lén vào trại heo của hợp tác xã, cách trại khoảng vài trăm mét. Mà trước đó đám tù bọn tôi có đến vài lần làm chuồng cho họ, bắt một chú heo con, heo sữa, mang về giấu ngoài khu vực tăng gia, nằm sát bên hông trại, để hôm sau vùi vào hầm lửa, do tù đào và dùng các gốc cây đốt lửa sưởi ấm, cho tôi ăn dần, nhờ đó mà tôi sớm lấy lại được sức, cái bóng của vị thầy tu. Sau 8 năm phạm tính an ninh được thả, khi trở về ông vẫn còn người vợ và tôi còn nợ nàng, nợ Ninh Hòa. Mảnh đất hiền hòa đã cho tôi một người vợ chung tình cùng tôi qua bao cuộc biển dâu. Nợ đời một nửa, còn một nửa nợ ân em. Ba, nho học thường đề cập tới văn dĩ tại đạo. Đó là chủ trương dùng văn để vận chuyển đi các triết lý, các cách sống cùng các điều mọi người nên theo, để xã hội có được đạo đức tôn ti trật tự. Đọc sách của Phạm Tính An Ninh, ta thấy đủ nhân nghĩa lệ trí tính trong cung cách những người đã từng sống ở miền Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa đối xử với nhau lúc đắc thế cũng như lúc thất thế.
Vì nước đã mất, mọi người tan tác một phương, sống ở những nước khác nhau với những phong tục tập quán khác đang ảnh hưởng lên dùng văn để tải đạo không được nữa. Một câu hỏi được nêu lên, như vậy văn trở thành vô dụng ư? Xin thưa, không phải thế. Phạm Tính An Ninh đã dùng văn theo một chủ trương khác của Liễu Tông Nguyên, một thi nhân văn gia kiệt xuất đời Đường, đó là văn dĩ minh đạo. Minh có nghĩa là làm sáng lên, và Phạm Tính An Ninh chỉ kể chuyện thôi, những chuyện thật liên quan đến ông, dính dáng đến ông. Ông đã trải qua hay nhìn thấy, nhưng ông đã làm sáng lên được cái đạo gồm các sự hy sinh tận tâm, chí khí, tròn trách nhiệm, giữ danh dự, không vị kỷ, tận tình, tận nghĩa của những con người sống theo cung cách và phong thái của hơn 4.000 năm văn hiến đã tồn tại cho đến ngày mất nước. Một trong những điều thấy được thêm là vấn đề chính danh, nghĩa là nói hay gọi cho đúng sự việc. Tháng 5 1973, thời gian này tôi đang đảm trách một phần hành tại Bộ Chỉ huy Trung đoàn. Trong lần đơn vị tiếp nhận một số khá đông sĩ quan và hạ sĩ quan, tôi bất ngờ nhận ra một số những người đang xếp hàng trình diện ông trung đoàn trưởng, có một người bạn học khá thân và một vị giáo sư thời trung học ngày xưa. Thằng bạn mang cấp bậc đại úy, tôi đã biết từ trước, nhưng điều đặc biệt làm tôi ngạc nhiên là ông thầy chỉ mang cấp bậc trung sĩ nhất. Thoáng có một chút ngờ vực, tôi bước tới gần ông hơn để chắc chắn là trí nhớ của mình không tệ lắm. Hôm nay, ở một nơi chẳng một ai muốn hẹn, tôi bất ngờ gặp thầy. Thầy lại mang đến cho tôi thêm một điều khó hiểu. Tại sao thầy chỉ là trung sĩ nhất? Tôi khui hộp bánh trong khẩu phần lương khô, Regency, và làm ba ly cà phê dạ chiến, mời thầy Hối và bạn Đỗ B uống mừng cuộc trùng phùng. Nghe thầy cứ gọi thưa chúng tôi bằng cấp bậc, tôi ôm vai thầy. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, hai thằng chúng em cũng luôn là học trò của thầy. Xin thầy cứ gọi chúng em là em như thuở nào. Chỉ ngoại trừ khi phải đứng trước hàng quân. Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng này, em rất thèm được nghe có người gọi mình là em. Người bạn học và ông thầy cũ. Có lần đang ở trong tù, Phạm Tính An Ninh gặp lại cấp chỉ huy chốt của mình. Lần cuối cùng, tôi gặp lại anh khoảng tháng 7 năm 1978 tại Nghĩa Lộ. Trong những người tù ốm o đang vác những bó nứa, băng qua khu ruộng khô mà đám tù chúng tôi đang lao động. Bất ngờ, tôi nhận ra anh. Khi anh hỏi xin bọn tôi một ngụm nước, tôi ngỡ ngàng đứng nghiêm đưa tay lên chào. Đại tá! Anh nhìn lên, nhận ra tôi và nở nụ cười. Mày ở đây à? Chừ à, còn tá dưới tướng chị mày, mày khỏe không? Tôi đưa cho anh một lon gigo nước rồi nắm lấy tay anh. Anh gầy hơn xưa nhiều, chỉ có nụ cười vẫn vậy. Không thay đổi, chưa kịp hỏi anh ở trại nào và vợ con ra sao, thì tên bậy binh hét. Không được quan hệ lên tình, khẩn trương về trại. Tôi phụ đưa bó nước lên vai anh, bước đi, anh nói vọng lại một câu. Mày à, nhớ giữ gìn sức khỏe hỉ. Để tưởng niệm một người anh. Cách khiêm nhường trong hai thí dụ về chính danh kể trên cho thấy sự khác nhau với một hiện tượng ở miền Bắc. Giặc Hồ lúc nào cũng vỗ ngực đồm đọp như một con khỉ đục, tự xưng là bác. Nó thật ra chẳng có tư cách gì mà chỉ là một tên phản quốc hại dân. 4. Phạm Tính An Ninh, bản tính đông hậu khiêm nhường, nhưng khi nhắc tới đơn vị của mình, ông rất hạnh diện. Chính đơn vị tôi đã góp phần rất lớn để tạo nên một công tâm kiêu hùng. Trong hơn 10 năm cùng chiến đấu, trong đơn vị bộ binh rất đội tầm thường này, chúng tôi chưa hề một lần bại trận. Nhưng rồi cuối cùng, trong bất ngờ tất cả đành phải buông súng, tù tội, tức tưởi, oan khiên. Hai chữ tất cả trong dòng chót, rồi những chữ tù tội, tức tưởi, oan khiên quả thật đã ập xuống miền Nam. Những truyện ngắn ông đã viết liên quan đến nhiều người, quân cũng như dân, và về nhiều mặt, với mọi hoàn cảnh, họ có thể đã phải chịu đựng hay trải qua. Sau 30 tháng 4 năm 75, chữ thích hợp nhất để chỉ phần còn lại của mỗi đời người là chữ kiếp. Cái kiếp phải tù tội, cái kiếp chịu oan khiên, cái kiếp chết tức tưởi. Mỗi người có thể phải chịu một cách hay nhiều cách,
thời gian dài ngắn khác nhau. Có người thoát được cái chết của thân xác, nhưng những ngày còn lại vất vưởng trên thế gian vẫn có thể bị triệu chứng của Post Traumatic Stress Disorder. Hằng đêm cứ thấy những nỗi khủng khiếp trở đi trở lại, bị thức giấc một cách không cưỡng lại được. Họ hóa lo lắng triền miên, khủng hoảng tinh thần. Có người không chịu nổi xôi ra uống rượu hoặc chích ma túy. Kết quả thân sống cũng như thân chết. Ngày mất nước, miền Nam có 17 triệu rưỡi người. Tất cả mọi người đều chịu thảm cảnh, thảm hình. Chuyện về kiếp của từng ấy người gom cả lại chẳng đã thành một chuyện dài ư. Những chuyện Phạm Tín An Ninh kể là những thí dụ điển hình. Nếu không muốn nhớ tiêu đề của mỗi chuyện, ta có thể hiểu tất cả chỉ là những chương trong một chuyện dài, miền Nam trường hận. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Tác giả Bảo Anh, Trần Tường Vi. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con đã lắng nghe.